Với mục tiêu tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, sinh viên thành phố trong dịp hè, Nhà văn hóa sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức giải thể thao điện tử học sinh sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh ESC 2023, bộ môn Liên minh huyền thoại. Giải năm nay diễn ra trong 2 ngày 29 và 30 tháng 7 với sự tham dự của 38 đội tuyển cùng hơn 220 vận động viên đến từ 29 trường phổ thông trung học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, học viện, đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sau những màn tranh tài kịch tính, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội tuyển Gia Quy Esports đến từ trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Giải nhì thuộc về đội Diverse, trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh